Thời tiết oi bức, nắng nóng, nhà có con nhỏ, chị Lương Thị Chinh ở quận Hoàng Mai, Hà Nội phải bật điều hòa cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, việc sử dụng điều hòa thường xuyên cũng khiến chị Chinh lo lắng khi gần đây con thường có biểu hiện hắt hơi, sổ mũi. Đợt này thấy thời tiết cũng khá là khắc nghiệt thì mình cũng bật điều hòa cho con. Trừ những lúc mà đi ra ngoài đi chơi trong cái sảnh thôi, mình đang lo ngại về cái vấn đề mà cho con nằm điều hòa suốt thì kiểu như thi thoảng con cũng hay hắt hơi sổ mũi. Nhưng mà cũng không biết làm thế nào với cái thời tiết như thế này cả. Vì lo ngại con nghiện điều hòa, lười vận động, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhiều phụ huynh đã đều đặn đưa con ra ngoài vào các khung giờ sáng chiều mát để vui chơi, thích nghi với môi trường. Nếu mà nằm điều hòa quá lâu thì nó sẽ cảm thấy nó khô đấy, và có thể ảnh hưởng đến phổi. Vì vậy nên là để cho đảm bảo sức khỏe cho cháu thì khi mà nó đỡ nắng thì cho cháu ra ngoài hồ này để cho cháu thay đổi không khí. Sử dụng điều hòa tất nhiên là việc không thể thiếu đối với mỗi gia đình. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo dùng điều hòa trong những ngày nắng nóng kéo dài cần thận trọng. Trong trường hợp không nắm rõ cách dùng điều hòa, có thể khiến cho trẻ nhỏ gặp vấn đề về sức khỏe. Những cái gia đình mà chúng ta có sử dụng điều hòa thì chúng ta cần phải lưu ý cái việc thay đổi không khí ở trong phòng một cách định kỳ. Nghĩa là chúng ta không nên đóng kín cửa bật điều hòa liên tục, mà đối với những khoảng thời gian mà chúng ta không sử dụng thì chúng ta nên chủ động mở cửa để trao đổi không khí cũng như là vệ sinh nhà cửa để tránh cái nguy cơ lây nhiễm. Và thứ hai nữa là do cái thời tiết thay đổi, lúc nắng lúc mưa thì chúng ta cần phải đảm bảo cái nhiệt độ cho trẻ tương đối ổn định. Đặc biệt đối với trường hợp mà trẻ ở trong nhà và ra ngoài, nếu mà sự chênh lệch nhiệt độ quá cao thì có thể dẫn tới cái tình trạng là trẻ có thể mệt, trẻ có thể ốm, hoặc là đôi khi có thể gây ra cái tình trạng sốc nhiệt cho trẻ. Ngoài ra, để sử dụng điều hòa an toàn cho trẻ nhỏ, các chuyên gia khuyến cáo có thể sử dụng các thiết bị điều hòa có thêm tính năng cân bằng độ ẩm, lọc khí để tăng chất lượng không khí trong phòng, giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp ở trẻ nhỏ.